Lắm mong hello chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay thì mình rất là buồn nhá, chắc mọi người cũng biết tại sao mà mình buồn phải không? Thì chiều tối hôm qua thì mẹ mình đi chăn bò về, bò nhà mình ăn phải mì nhá, khoai mì á. Khoai mì người ta cạo rồi còn tươi mà bò mình ăn phải thì chết đi hai con luôn á. Nếu mà hôm qua thì không gặp được anh ấy thì làng bên. Anh kia nó chỉ giúp mình biểu mình mua mấy lon bia để cho bò uống á. Mình đâu có biết đâu. Lúc đầu thì mình chỉ trong bên làng mình nói là mua đường với mua chanh á, rồi pha với nước để cho nó uống, không hiệu quả lắm. Vì vậy cũng nhờ anh ấy biểu mình mua cho mấy lon bia cho nó uống bia thì nó tỉnh. Vì vậy mà bò nhà mình chết đi hai con. Mà hôm qua thì bò nhà mình xay nó ăn mì thì 5-6 con đấy, chết đi hai con, sống lại 4 con. Bò nhà mình tất thì 8 con nhé. Đấy, cũng nhờ anh ấy mà bò nhà mình sống lại 4 con, mà chết đi hai con kia thì mình rất là buồn. Mà cũng cảm ơn anh ấy nha. Anh ấy thì làng bên thôi, mình không quen lắm anh ấy. Nói chung là cũng gặp vài lần rồi. Mà cũng nhờ anh ấy thì mình mất ít phần nào lại gia tài đấy. Mình có để trên màn hình thư nhỏ thì mình nói là mình mất gia tài đấy. Vì sao mình lại để như vậy? Thì những người nuôi bò hay nuôi gia cầm gia súc thì nếu mà chết đi thì cái đó thì ca một giá tài nhé. Bò nhà mình chết đi hai con thì nếu mà bán ra thì cũng được 20 triệu, hay hơn, có khi là nó hơn 20 triệu đấy. Mà hôm qua thì mình bán mới còn mấy triệu, chưa được 10 triệu ấy. Hôm qua thì mẹ mình với chị mình khóc, mình cũng rớt nước mắt. Cái clip này thì mình cũng chia sẻ cho mọi người, thì nếu mà bò nhà mình ăn phải mì thì pha nước chanh với đường nhé, pha chung rồi cho nó uống, rồi cho nó uống bia luôn nha, bia lon hay bia chai cũng được hết nhé. Anh ấy chỉ mình là như vậy đấy, mà cũng hiệu quả thiệt. Hôm qua thì nếu mà không anh ấy như nãy mình nói đấy, chết đi mấy con rồi đấy. Cũng nhờ anh ấy chỉ qua con còn kịp, tại vì hai con kia thì ăn quá nhiều thì không cứu được nữa. Đấy, vì vậy clip này mình muốn chia sẻ cho mọi người nuôi bò, nếu mà ăn phải mì xay mì thì như hồi nãy mình nói, mua đường mua chanh pha với nước rồi cho nó uống, rồi thì cho nó uống bia luôn nha. Thôi nha, mình cũng làm clip ngắn thôi, cũng chia sẻ cho mọi người để biết sau này để phòng bò nhà mình ăn phải mì xay mì thì cái cách làm như vậy thì cũng khá là hiệu quả đấy nha. Thôi nha, mình sẽ dừng clip đây thôi nha. Mọi người cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye nha.